Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đang trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này, thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua những sản phẩm flagship của dòng S của Samsung thì bạn có thể tham khảo qua hai chiếc điện thoại bây giờ đang được giảm giá tại 7S, đó là Galaxy S21 Plus còn 17.400.000 đồng và Galaxy S21 Ultra đang có mức giá là khoảng hơn 21 triệu đồng. Đấy, giá như thế nào thì bạn có thể nhìn thấy trên hình. Nghĩa là với mức giá như thế này thì một cái điện thoại Galaxy S21 Plus thì nó chỉ ngang với một cái iPhone 12 mini thôi. Còn giá bán của một cái S21 Ultra nếu mà xét trên cùng một tham chiếu là bộ nhớ trong 128GB thì nó chỉ đắt hơn cái iPhone 12 một chút và nó sẽ xem giá về iPhone 13. Thì không biết là anh em thấy nào, có thể để lại comment nhé. Còn bộ đôi này thì mình đã có rất nhiều video đánh giá chi tiết về nó rồi, anh em có thể tham khảo qua. Search cái cụm từ khóa đó là Galaxy S21 Plus Dương Dê hoặc là Galaxy S21 Ultra Dương Dê là bạn sẽ ra thôi. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Vũ Lâm, bạn hỏi là: nhờ anh tư vấn giúp em hai điện thoại trong phân khúc 8-10 triệu, cũ hay mới đều được, nhu cầu là dùng lâu dài khoảng 3-4 năm. Em chơi game ít, chủ yếu là tác vụ hàng ngày, ưu tiên sạc nhanh, hiệu năng kháng nước và chụp hình. Nếu mà như thế này thì bạn có thể cân nhắc một số những sản phẩm sau nhé. Đầu tiên là flagship cũ đi, thì iPhone thì bạn chỉ lựa chọn một iPhone 10R thôi. iPhone 10R thì mình thấy là tác vụ hàng ngày thì 3-4 năm nữa mình nghĩ là vẫn đáp ứng được. Sạc nhanh thì sạc của nó không phải là nhanh như là Android đâu, nhưng mà nó có hỗ trợ sạc nhanh nhưng mà không phải là quá nhanh đâu nhé. Hiệu năng của nó thì thời điểm hiện tại thì thực ra là với cái tầm giá này bạn chỉ mua được nó thôi, không có còn nào khác, nhưng mà hiệu năng của nó ở thời điểm này thì mình đánh giá là mức độ khá thôi chứ không phải là xuất sắc đâu. Kháng nước thì nó có và chụp hình thì ổn, nhưng mà với một camera. Đấy, nó không có cái sự đa dụng về camera khi không có góc rộng cũng không có tele các thứ thì bạn cũng cần phải chú ý điều này. Samsung thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn được Samsung Galaxy S10 5G hoặc là Galaxy Note 10. Note 10 Plus thì như cũng chưa sử dụng được, chưa mua được thì phải. Bạn nên lựa chọn những phiên bản chạy chip Snapdragon để nó sử dụng được lâu dài hơn. Nhưng mình nghĩ là nếu mà lâu dài tầm 3-4 năm là hơi khó đấy. Tác vụ hàng ngày thì ok này, chơi game ít thì chắc thôi cũng được. Hiệu năng kháng nước và chụp hình thì những con đó đều ok cả đấy. Còn hàng mới thì bạn có thể mua một chiếc Redmi K40 Pro hoặc là một chiếc Realme GT 5G đều chạy con chip 888. Thì kể cả bạn ít chơi game nhưng mà vì bạn sử dụng nó quá lâu dài nên là với chiếc 888 thì bạn có thể sử dụng nó lâu dài mà không sợ là máy nó sẽ bị lag và giật theo thời gian. Ưu tiên sạc nhanh thì con GT Neo nó có sạc nhanh 65W cơ. Hiệu năng thì với chiếc 888 thì cả hai con có thể sử dụng rất là lâu dài rồi. Kháng nước là chỉ có con K40 Pro thôi. Còn chụp hình thì sẽ là con GT 5G. Đấy, vậy nên là bạn sẽ xem ra là cái nào nó sẽ phù hợp nhất đối với cả cái nhu cầu của bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Lâm. Bạn hỏi là: chú Dương ơi, chú tư vấn cho ba mẹ con một chiếc điện thoại từ 8-10 triệu, ưu tiên Samsung nha chú. Con thấy Galaxy A52s 5G có được hay không? Con chúc chú nhiều sức khỏe và sớm đạt 1 triệu sắp. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Mình thì mình thấy là A52s 5G là một sản phẩm được. Nói chung là sau khi trừ đi quà thì nó rơi khoảng 9 triệu rưỡi. Thì 9 triệu rưỡi thì nó cũng không phải là một mức giá rẻ đâu. Nhưng chúng ta phải xét ở đây là gì? Đây là xét trên tham chiếu, đây là một chiếc điện thoại hàng chính hãng mới 100%. Thế thì A52s nó sẽ có ưu điểm gì nào? Nó sẽ có một cái màn hình khá là đẹp, tần số quét 120Hz và tấm nền thì là AMOLED. Hiệu năng thì là chip 778, là con chip mạnh đấy nhá, không phải con chip yếu đâu nhá. Đấy, camera của nó mình đánh giá là tốt đấy nhá. Pin cũng ổn và sạc cũng tương đối nhanh, có loa ngoài là loa kép và khó kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP67. Nghĩa là mọi thứ của nó thì đều tương đối hài hòa rồi. Có chăng là cái thiết kế của nó chỉ bằng nhựa và cái hộp phụ kiện của nó thì nó lại không có sạc 25W, mặc dù là nó hỗ trợ sạc 25W đấy, nó chỉ có sạc 15W thôi. Đấy, vậy nên là đấy là những cái điểm trừ, nhưng mà mình nghĩ là năm nay với cái cách định giá mới của Galaxy A52s 5G thì mình thấy là đây là một mức giá hợp lý để chúng ta có thể mua được sản phẩm này. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Duy Lê. Bạn hỏi là: cho em hỏi giá tầm 10 triệu thì nên mua điện thoại nào có camera tốt? Anh nghĩ iPhone 11 sau khi hết dịch thì có giảm giá nhiều hay không? Sau khi hết dịch thì mình nghĩ là iPhone 11 sẽ giảm giá, nhưng mà nó sẽ không giảm giá quá nhiều đâu. Nếu mà 10 triệu bây giờ thì bạn chỉ mua được iPhone 11 lock thôi. Nhưng 11 lock thì cũng là một chiếc điện thoại có camera tốt đấy, bởi vì giống hệt với 11 quốc tế mà. Còn 11 quốc tế thì hàng cũ bây giờ chắc nó tầm khoảng hơn 11 triệu. Thì bạn chờ gì đến Tết thì có thể là, hoặc là chờ gì đến khi mà dịch nó hết ấy, thì có thể là giá nó sẽ còn tầm khoảng 10 triệu thì bạn mua cũng được. Thế tuy nhiên là nếu mà không chờ đợi được thì
Bạn vẫn có thể mua những sản phẩm khác có camera đẹp, ví dụ như là bạn có thể mua một con Google Pixel 4XL mà vẫn thừa tiền này, hay là Google Pixel 5A cũng vậy. Đấy, thì đấy đều là những cái con điện thoại mà có camera sau chụp ảnh khá là tốt. Hoặc là bạn cũng có thể tham khảo những cái sản phẩm khác, ví dụ như hàng mới chúng ta sẽ có là Realme GT Master Explore, hay là Realme GT 5G, hoặc là Xiaomi Mi 10S, đều là những sản phẩm mà mình đánh giá là có camera tốt đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Vũ Văn Bắc 1106. Bạn hỏi là tầm 7 đến 8 triệu hàng chính hãng, pin ổn, dễ sửa chữa, giải trí thông thường, không chơi game thì máy gì ổn áp vậy? Nếu mà hàng chính hãng thì thực ra là dễ sửa chữa thì chúng ta sẽ có iPhone. Nhưng mà iPhone hàng chính hãng ở trong tầm giá này chúng ta sẽ không thể mua được iPhone. Đấy, vậy nên chúng ta sẽ nghiêng sang những sản phẩm khác, ví dụ như là Samsung chẳng hạn. Samsung thì tầm 7 đến 8 triệu chúng ta sẽ có Galaxy A52. A52 là tương đối dễ sửa chữa bởi vì nó hàng chính hãng, nó bán rất là chạy ở Việt Nam. Giải trí thông thường thì ổn, loa kép rồi kháng nước rồi màn AMOLED các thứ. Kể cả bạn và bạn cũng không chơi game nữa thì nói chung là A52 là được đấy nhá, Galaxy A52. Còn nếu mà không ngại vấn đề điện thoại Trung Quốc ấy, thì bạn cũng có thể cân nhắc cố lên một tí tầm hơn 8 triệu thì bạn đã có thể có Mi 11 Lite 5G rồi. Thì Mi 11 Lite 5G thì nó sẽ có thêm cái là có 5G, rồi là nó sẽ có một hiệu năng tốt hơn nhiều so với cả Galaxy A52. Đấy, nhưng mà nếu mà với cái nhu cầu cơ bản của bạn như này thì A52 là cũng đáp ứng được, bởi vì đây là bạn đang yêu cầu hàng chính hãng nhé. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Bạn Hiệp Phúc bạn hỏi là cho em hỏi iPad giá dưới 5 triệu dùng lướt web với vẽ thì nên mua máy nào? Vẽ ở đây mình nghĩ là chắc là nếu mà vẽ cơ bản thôi chứ không phải là làm đồ họa đâu nhé, thì bạn có thể mua cái iPad E2. Mà thực ra là chỉ mua được cái iPad E2 thôi, cũng khó có thể mua được cái iPad cao tiền hơn. Thế thì iPad E2 thì mình nói luôn đấy là con trai mình bây giờ vẫn đang sử dụng để học online. Nó học qua phần mềm Microsoft Teams với Zoom, thì học online rồi là lướt web các thứ vẫn rất ổn, không vấn đề gì cả. Và thậm chí bây giờ đang chạy phiên bản PadOS 15 cơ. Thế thì iPad E2 phiên bản mà con mình đang dùng bây giờ nó là phiên bản không có 4G, nó chỉ Wi-Fi thôi, và nó cũng chỉ có bộ nhớ trong là 16GB mà thôi. Còn phiên bản 5 triệu bây giờ mà bạn lựa chọn nhé là đã có bộ nhớ trong 32GB và có thể cắm được SIM vào rồi, sử dụng mạng bên ngoài bình thường. Vậy nên là mình nghĩ là bạn có thể mua iPad E2 được. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Huỳnh Phát bạn hỏi là chú ơi, con muốn mua cái điện thoại tầm 12 triệu đổ xuống thì nên mua iPhone cũ hay là mua Android ạ? Nếu bây giờ bạn mua iPhone cũ thì bạn sẽ được nhờ sản phẩm nào? Thì bạn sẽ được iPhone 11. Còn mua Android thì có thể là bạn có thể hơi thiếu tiền một tí để mua một cái S20 Ultra. Nhưng mà bạn lại thừa tiền để mua một cái Galaxy Note 10 Plus. Thế thì nếu mà so với cả iPhone ấy, thì hai sản phẩm của Samsung nó sẽ có lợi thế gì nào? Nó sẽ có một cái màn hình tốt hơn này. Đấy, rồi là camera đa dụng hơn này. Nó sẽ có thêm cây bút với dòng Note này. Còn ví dụ như là với S20 Ultra thì nó sẽ có một cái thời lượng pin nó có phần nhỉnh hơn đấy. Đấy, thì bạn cũng cần phải cân nhắc. Còn iPhone ở đây là gì? iPhone cũ thì nó sẽ dễ dàng sửa chữa hơn. Còn đây là mình đang so là iPhone cũ với Android cũ đấy nhá. Thế nếu mà Android mới thì sao? Android mới thì tầm 12 triệu bạn có thể thừa tiền mua một chiếc Realme GT Master Explore rồi. Thì mình cứ thử so sánh với iPhone cũ xem nhá, so với iPhone 11 xem như thế nào nhá. Nó sẽ có hộp phụ kiện đầy đủ hơn vì nó hàng mới tinh mà. Nó sẽ có sạc nhanh hơn rất nhiều, là sạc 65W. Nó sẽ có thiết kế đẹp hơn iPhone 11 đấy. Màn hình nó cũng sẽ đẹp hơn iPhone 11, đẹp hơn nhiều luôn đấy. Hiệu năng nó cũng tốt hơn iPhone 11 luôn, bởi vì nó là chạy những con chip nhiều là 870 cái thứ, nó rất là mạnh mẽ. Rồi là bộ nhớ trong của nó tối thiểu là gấp đôi so với iPhone 11 rồi. Camera của nó thì đa dụng hơn iPhone 11, camera trước mình thích hơn nữa cơ. Nhưng mà mình thấy là quay phim với cả chụp ảnh camera chính với góc rộng thì 11 vẫn hơn. Pin thì nó có phần nhỉnh hơn iPhone 11 đấy, và sạc của nó nhanh hơn rất là nhiều. Nó cũng có loa kép đấy. Thì thực ra là cũng tùy thôi nhá. Nghĩa là bạn sẽ lựa chọn iPhone cũ khi mà bạn cần một cái sự an toàn về cái việc là dễ dàng sửa chữa, mua đi bán lại dễ dàng, nhiều phụ kiện đi kèm, nhiều ốp lưng các thứ. Còn bạn sẽ lựa chọn Android mới khi mà bạn muốn có được những cái trải nghiệm mà mình nghĩ là tốt hơn đấy, trải nghiệm đồng đều hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Minho IM. Bạn ấy hỏi là anh ơi, theo anh nên lựa chọn iPad Gen 9 hay là Xiaomi Pad 5 vậy anh? Mục đích sử dụng đơn giản là xem YouTube, xem và sửa Word,
xem PDF, học Zoom. Anh đánh giá màn hình và loa hai con với ạ. Thực ra là cái màn hình của Xiaomi Pad 5 mình sẽ đánh giá nhỉnh hơn ấy, bởi vì nó có màn hình 120Hz các thứ. Còn loa của hai con ấy thì Xiaomi Pad 5 mình cũng đánh giá là mình thích hơn, bởi vì là sao? Bởi vì là cái Xiaomi Pad 5 ấy loa nó ở hai bên chứ nó không tập trung ở một phía dưới giống như là iPad Gen 9, mặc dù Gen 9 thì nó cũng sẽ có loa kép đấy. Nhưng mà nếu mà để sử dụng về lâu dài nhá, thì mình nghĩ bạn nên mua iPad Gen 9. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là cái đầu tiên là về cái trải nghiệm về hệ điều hành cái đã, thì iPad Gen 9 mình vẫn đánh giá là tốt hơn. Và thứ hai nữa là ví dụ bây giờ bạn sử dụng Xiaomi Pad 5, có thể là nó cũng sẽ có một số những cái nó hơn, ví dụ như là cái màn hình của nó lớn hơn, thiết kế của nó mới hơn, rồi là bộ nhớ trong của nó thoải mái hơn, nó có nhiều loa hơn các thứ. Nhưng bạn cứ sử dụng tầm khoảng 4 năm nữa đi, hoặc là 3 năm nữa thôi, là bạn sẽ thấy là nếu mà hỏng cái Xiaomi Pad 5 chưa chắc đã tìm được linh kiện đâu nhá. Hoặc có thể tìm được nhưng mà sẽ rất là lâu. Nhưng mà iPad Gen 9 thì rất là nhanh. Đấy, chúng ta cũng cần phải chú ý cái điều đấy. Bởi vì là ngày xưa lúc mà mình mua iPad ấy, mình cũng nghĩ là mình chắc là chỉ mua tầm khoảng vài năm thôi là mình thay. Nhưng mà cái iPad E2 mình dùng rất lâu rồi, cũng phải 5 năm rồi đấy, mà đến bây giờ mình vẫn chưa thay. Nên là mình nghĩ là sử dụng iPad các bạn sẽ sử dụng rất là lâu dài. Vậy nên là trong cái trường hợp này thì nên mua iPad Gen 9 thay vì Xiaomi Pad 5. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.